Hello, xin chào tất cả mọi người. Đến hẹn lại lên thôi mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào trong cái phần học tủ của PT, giống như hôm nay là Peter đã hứa tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì Peter sẽ dành thời gian nói về cái phần này, nhưng mà chắc là trước hết thì chắc mình sẽ đợi 1-2 phút ha, cho tất cả mọi người vào join, rồi sau đó chúng ta sẽ start cái buổi của mình luôn mọi người ha. Ok, just a second. Bây giờ cho phép Peter chỉ dành 1 giây thôi nhé. Peter share cái bài ngày hôm nay ra cho tất cả mọi người cùng xem ha. Ok, rồi có gì các bạn giúp mình, nếu như bạn thấy bổ ích hoặc là có người nào cần á, các bạn có thể comment hoặc là share hoặc là tag người đó vào để cho các bạn ấy có thể xem được cái bài ngày hôm nay luôn các bạn ha. Ok, thế thì first thing first thôi. Ok, ngày hôm nay thì Peter sẽ theo đúng cái chủ đề mình nói là mình sẽ đi vào cái vấn đề là làm thế nào để mà mình có thể học tủ tốt trong cái bài thi PT. Tại vì thật ra chúng ta đều biết là thi PT không có bất kỳ một cái loại trừ bất kỳ cái target nào. Bạn có thể là target 50, bạn có thể là target 65, target 79 hay thậm chí là target 30 đi chăng nữa, thì tất cả các bạn đều phải có một cái lượng gọi là tủ nhất định ha. Ok, thì có thể là tùy theo cái target, ví dụ target điểm cao thì cái tủ mình sẽ cần nhiều hơn, và target điểm thấp thì có thể cái tủ là mình sẽ cần ít hơn. Tuy nhiên là cái phần tủ thì không ai né được cả, cho nên nó làm thế nào để mà học tủ mà gọi là không có bị nản, học tủ mà không có bị gọi là quá quá lo lắng, quá quá sợ hãi, là quá áp lực, quá stress đó, thì nó cũng phải có một cái hướng đi và cách làm riêng của nó các bạn ha. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi qua một số những cái mà bây giờ thấy là khá là hay và khá là quan trọng trong cái bài thi PG ha, là cách nào để mà học tốt. Mình nghĩ là chắc chắn nhiều bạn trong lớp chúng ta đang đang học PG và đang cũng đang cày tủ rất là nhiều, cho nên cày tủ như thế nào mà cho nó hiệu quả thì nó cũng thực sự mà nói là một trong những cái mà mình thấy là rất là căng và rất là giống như là quan trọng mà các bạn đều phải nắm. Ok, thế thì ok, mình có khoảng chắc 50 bạn coi rồi đúng không các bạn? Thế thì chào tất cả các bạn ha. Ok, mình muốn hỏi các bạn là đối với các bạn trong cái việc học tủ đó, thì theo các bạn thấy nha, cái phần tủ của PTE ấy, nó sẽ có ví dụ như thứ nhất là nó có draft dictation nè, hay mình gọi là dictation nè, mình có repeat sentence nè, mình có retell lecture nè, rồi mình có summarize spoken text, rồi mình có reading nè. Thì đối với các bạn nha, các bạn đang ngồi ở đây nè, thì các bạn thấy cái tủ của phần nào là đối các bạn là khó nhất các bạn ạ? À, các bạn thấy tủ này là khó nhất, ví dụ như tủ của reading là khó nhất, hay là tủ của listening, hay là tủ của phần speaking, hay là đơn giản là tủ của writing? Thì các bạn thôi, theo các bạn thì cái tủ của phần nào nó đang là cái phần mà các bạn cảm thấy là khó ăn nhất, là ngồi vô làm mà cảm thấy là bị giống như là chật vật nhất luôn các bạn? Thì đối với mình á, mình thấy là tủ thì chắc là reading sẽ là một cái tủ là nặng nề nhất ha. Tuy nhiên á, reading lại không phải là cái tủ quan trọng nhất nếu như so sánh trong tất cả các tủ với nhau. Tại vì cái tủ mà mình thấy là giống như là có cái tầm quan trọng cao nhất luôn á, đó là cái tủ về cái phần dictation. Và tủ của dictation thì nó cũng có cái khó riêng của nó đó các bạn ạ. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ đi vào từng cái loại tủ một ha. Nào, mình sẽ đi vào repeat sentence, mình sẽ đi vào dictation, mình sẽ đi vào từng một cái một luôn, và mình sẽ chỉ cho các bạn là cái làm sao để mà học tủ cho thứ nhất là nó đỡ vất vả, và cái thứ hai á, là làm sao để mà nó có cái hiệu quả cao nhất cho cái vấn đề học tủ các bạn ha. Ok, rồi thế thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi mọi người nhỉ. Rồi nào, thế thì bây giờ nè, trong cái tủ ha các bạn ha, mình sẽ đi từng phần nha. Đầu tiên á, là mình sẽ đi qua cái tủ của cái phần dictation và cái tủ của repeat sentence. Đối với mình thấy là cái phần này nó khá là giống như là quan trọng, và nó cũng gọi là một trong những phần mà không ai có skip được hết. Ví dụ như bạn target 50 thì bạn cũng không skip được, target 65 mà chính không skip được ha. Thì mình sẽ đi vào cái tủ đầu tiên, đó là cái tủ của dictation nhé. Thì để làm được cái việc này các bạn à, các bạn có một số thứ như sau. Ok, các bạn thứ nhất á, là để mà học tốt tủ các bạn nhé, các bạn cần phải nhớ nè, là chúng ta cần phải có thứ nhất đó là một cái bộ audio. Ok, cái thứ hai á, là chúng ta cần phải có một ít nhất là một cái file Excel nếu được, còn không là một cái file Word nhé. Ok, và cái thứ ba là chúng ta cần phải có một cái đó gọi là cái việc gọi là regular check. Ok, tức là như thế nào, để mà học tốt được phần này chúng ta cần 3 thứ, là một cái bộ audio và một cái file Excel Word và regular check. Thì làm cái việc này như thế nào
thì Peter sẽ hướng dẫn cho các bạn in a second các bạn nha. Mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên, là cái phần bên cái chương của dictation, và mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách học làm sao để mà nó hiệu quả nhất nè. Thì đầu tiên nha, mình sẽ sign in. Ok, tất cả chúng ta ai cũng sẽ có một cái account, một cái giống như là tài khoản tương tự như thế này rồi ha, cho nên mọi người sử dụng cái tài khoản như thế này để mọi người chúng ta có thể bước vào chúng ta ôn tủ được nha. Chứ còn ai mà không có một cái account như thế này rất là khó để mà ôn tủ các bạn nhé. Ok, thế thì trong cái file này của chúng ta là các bạn ha, thì cái tủ chúng ta nằm ở đâu, nó nằm trong cái mục tên là repeated questions nè. Ok, có rất là nhiều những cái platforms ngoài kia mà các bạn có thể xem, nhưng mà cái platforms mà mình thấy là bên Magic của chúng ta làm khá là tốt, đó là chúng ta có một cái bộ tủ riêng cho đúc kết một cái section riêng mà chúng ta có thể dùng ở trên giảng được ha. Ok, thì trong đó là chúng ta sẽ nhìn tới cái repeated questions trong cái phần listening. Thì cái học tủ của dictation, các bạn sẽ chỉ cho các bạn cách làm để mà làm tốt được nó các bạn nhé. Mình sẽ làm như thế này. Đầu tiên á, là trong cái tủ của bạn các bạn ha, các bạn phải có một cái cách làm như thế này. Đây sẽ chỉ cho mình, sẽ chỉ các bạn cái step by step để mà học tủ của cái dictation cho nó chính xác luôn các bạn ha. Ok, cho mình stop sharing screen for a second. Mình sẽ share lại, và mình sẽ share này, mình share với cái audio luôn ha. Ok, đây. Rồi. Đây các bạn sẽ thấy là đây ha. Được chưa nào? Đấy, thế thì bây giờ nè, mình sẽ phóng to cái màn hình lên cho các bạn cùng xem ha. Và các bạn sẽ thấy nè, mình giả sử mình mở một câu bất kỳ, mình mở câu một số số 20 chẳng hạn đây. Bây giờ là 8:09, mình mở câu số 9 chẳng hạn ha. Ví dụ như bây giờ mở câu số 9 lên. Rồi, bây giờ sẽ nghe thử một câu nè nhá. Cách chúng ta học tủ là như thế này, chúng ta sẽ nghe thử một câu. Chúng ta sẽ ghi chép cái câu đó lại trước lần thứ nhất nha. Coi nè. Everyone must evacuate the premises during the fire drill. Ok, rồi. Everyone must evacuate the premises during the fire drill. Ok, lần thứ nhất chúng ta nghe xong phải không các bạn? Chúng ta sẽ ghi cái câu lại. Ok, đó là first step. Chúng ta sẽ nghe một câu mới ngày hôm nay nha. Sau đó mình sẽ ghi lại câu này nè. Rồi bắt đầu đó, mình bấm cái answer lên. Mình so sánh với cái answer. Ok, ví dụ như cái answer của chúng ta nó chính xác như những gì chúng ta nghe được. Awesome. Nếu mà cái answer chúng ta nghe mà nó không chính xác như những gì chúng ta chúng ta viết xuống á, thì chúng ta xem chúng ta sai chỗ nào. Chúng ta nghe lại câu đó. Everyone must evacuate the premises during the fire drill. Ok, sau khi chúng ta nghe xong đó các bạn, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ bấm này, bấm chuột phải bên này các bạn nè. Chúng ta sẽ save cái audio lại. À, mình sẽ save cái audio lại các bạn nhé. Mình sẽ để đây là dictation. Ok, mình sẽ share lại cho bạn xem. Stop stream nè, share stream. Mình sẽ share the entire window luôn. Đây. Ok, chúng ta sẽ share nè. Các thấy là mình sẽ click chuột phải nhé. Mình sẽ bấm cái chữ save audio. Ok, mình sẽ save cái audio này lại. À, có thể để đây là dictation câu 1. Đúng chưa các bạn? Sau khi là save cái dictation câu 1 này là vào á, chúng ta có thể để một cái folder riêng ha. Và việc thứ hai chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ mở một cái file Excel lên. À, chúng ta mở cái file Excel lên nha các bạn nhé. À, và khi chúng ta mở cái file Excel lên như thế này nè, chúng ta sẽ tạo một cái khung cho đó. À, ví dụ như đây là câu số 1 ha, mình sẽ copy vào cái paste câu này vào, mình copy câu này là đó, cái answer của chúng ta copy, chúng ta để vào cái file này nè. Ok, chúng ta để vào cái file như thế này. Rồi, đây sẽ là câu số 1, mình sẽ để đây câu số 1 nhé. Và cái số lượng chữ của câu này á, ví dụ như ở đây có bao nhiêu chữ, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mình có 9 chữ tất cả, mình sẽ ghi đây là số 9 nha. Ok, đây sẽ để là detail nè. Ok, đây mình có thể để là mình sẽ phóng to cho các bạn xem nha. Ok, mình phóng to lên cho các bạn xem nè. Đó, mình sẽ để đây là detail nè. Rồi mình sẽ để đây là cái number câu đó nè. Và đây là cái word câu đó nè. Ok, là có bao nhiêu chữ ha. Thì chúng ta cứ làm lần lượt như vậy. À, ok. Mình cứ làm một cách gọi là lần lượt như vậy cho đến khi nào các bạn ạ? Cho đến khi nào mà chúng ta xong hết nguyên cái bộ của mình luôn. À, mình làm xong hết cái bộ của mình từ A đến Z luôn các bạn à. À, khi mình làm xong hết cái bộ của mình từ A đến Z như vậy đó các bạn, thì chúng ta sẽ thấy được rằng á, là chúng ta thành một cái file. Và cái file nó như thế này nè các bạn. Đây mình sẽ set cho các bạn cái file nó như thế này. Mình sẽ mở cho bạn xem nha. Ok, just a second, mình sẽ stop screen nè. Mình sẽ share lại cho các bạn xem cái file nó như thế nào ha, để các bạn có thể hình dung ra được cái file đó. Đây là
Rồi, ok, chúng ta sẽ xem thử là cái file mà khi mình share cho các bạn nó sẽ look like this. À, các bạn thấy không? Ừ. Đây, các bạn thấy được cái file của mình nó sẽ như thế này. Mình sẽ có một cái file hoàn chỉnh, nó sẽ look like this. Đó các bạn nha, được chưa? Thì khi mình có một cái file như thế này là các bạn, chúng ta sẽ nhìn và chúng ta sẽ thấy được rằng là ví dụ như ở câu bao nhiêu, cái đáp án nó như thế nào. Ví dụ như câu số 1 của chúng ta là gì? Câu số 2 là gì? Câu số 3 là gì? Câu số 20 là gì? Câu số 19 là gì đó. Nó có từng câu, từng câu, từng câu một như thế vậy. Ha. Nhưng mà cái quan trọng hơn là các bạn nhìn vào cho thấy là khi mà cái câu này có lượng chữ nè các bạn, nó có lượng chữ nhất định nè, number words này, các bạn thấy không? Thì khi các bạn có lượng chữ nhất định như vậy á, các bạn sẽ sử dụng cái nút á, gọi là chúng ta chia cho nó làm sao để mà nó đi từ từ dưới lên, ok, ascending, thì nó sẽ đi từ câu có 6 chữ nè đến câu có 7 chữ đến câu có 8 chữ nè, các bạn thấy không? 7 chữ, 8 chữ nè, đó, rồi 9 chữ nè, 10 chữ nè, các bạn có thấy không? Nó đi theo cái thứ tự như vậy. Vậy thì khi chúng ta học á các bạn, chúng ta thấy là nó sẽ rất là dễ ha, là chúng ta sẽ có một cái file đàng hoàng từ trên xuống dưới ha, và chúng ta sẽ có một cái lượng chữ nhất định. Thì với cái file này và cái lượng chữ này, chúng ta học nó sẽ rất là nhanh. Và một cái nữa hay trong cái phần này là như thế nào, là khi các bạn học những câu này các bạn nhé, chúng ta có thể nhìn vào trong cái cách học và chúng ta xem, ví dụ như ở trong cái từ, ở trong cái câu này các bạn ha, nó có cái từ academic journal là cái từ mà mình cảm thấy là mình hay bị sai, mình hay bị quên, hay là mình làm mình hay bị thiếu, hay là mình hay cảm thấy là mình quên cái từ đó, đúng không các bạn? Các bạn có thể giống như là tô đỏ từ đó, mình highlight cái từ đó, là mình biết là đây là cái từ mình hay làm sai, được chưa nào? Đây, ok. Thì khi mà mình làm cái file này, cái từ này mình sẽ được, đây là cái từ mà mình cần phải để ý là tại mình hay sai đó quá, đúng không các bạn? Ha, hoặc là câu nào mà khó quá mình quánh đỏ nó một cái, mình biết đây là câu khó, đúng không các bạn? Ha, và bên cạnh đó nữa các bạn à, nó có một cái hay là như thế này nè. Ví dụ như đối với các bạn mà target ví dụ như là thấp đi, đúng không các bạn, mình nghe các bạn nghe kỹ nè, đối với các bạn target thấp, các bạn target ví dụ như 50 hay target 30 thôi á, thì nhiều khi học hết nguyên một câu đó, đối với các bạn nó quá khó, đúng không các bạn? Vậy thì đối với các bạn á, các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ cắt cái từ khó ra, ví dụ như cái câu này nó có cái từ gọi là understanding cái visual media khó quá, đúng không? Bây giờ mình khó từ visual, mình bỏ từ visual đi, ok, mình bỏ từ đi, thì mình có thể làm hai cách. Một là mình tô đỏ cái từ đó, ok nhá. Hai là mình có thể tạm thời mình cho một hình vuông, mình đóng đóng khung cái hình, đóng đóng khung cái ô đó lại, đúng không các bạn nhá. Rồi sau đó mình sẽ học là understanding understanding media has never been more challenging, đúng không các bạn? Mình tạm thời người ta bỏ luôn cái từ visual đi, các bạn hiểu mình nói không? Thế mình làm như vậy mình sẽ cái câu trở nên dễ nhớ hơn, các bạn hiểu chưa nào? Đó, cho nên là khi chúng ta làm cái phần quà này á, chúng ta đưa ra cái yêu cầu của mình theo cái cách gọi là mình sẽ đi từ cái thứ tự, từ cái dễ lên cái khó các bạn nhé, ok, được chưa nào? Thì đây cũng là một cái mình thấy rất là hay và chúng ta có thể phải phải nắm trong cái dạng bài này, được chưa nào? Ok, thì đây á, là một cách mà Peter cảm thấy là nó sẽ khá là practical, tức là nó thực tế, các bạn có thể áp dụng cái việc này vào trong cái vấn đề là làm sao để mà có thể học tủ được một cách gọi là nhanh mà nhiều mà có thể gọi là nhớ lâu. Và một cách nữa cũng rất là hay, đó là đối với những bạn mà gặp khó khăn á, là các bạn có thể đi vào một cái gọi là gì các bạn, các bạn có thể dùng và dịch ra tiếng Việt. Ví dụ như we are phasing out the disposal cups on campus, bạn không hiểu được câu này phải không? Bạn cho nó qua bên đây nè, đó các bạn sẽ được ô là we are phasing out là chúng tôi, mình sẽ viết bằng câu ví dụ như chúng ta đang loại dần các hay là các loại ly sử dụng một lần, ví dụ như vậy ha, ok. Đấy, chúng ta sẽ viết một câu như thế này đó, rồi chúng ta sẽ biết rồi là với câu này đây là cái câu mà chúng ta muốn đưa vào trong cái câu đó, nó hơi đặc biệt một chút xíu, đúng không các bạn? Thì mình sử dụng cách là học theo tiếng Việt á, sometimes nó cũng sẽ giúp chúng ta nhớ nhiều hơn, đặc biệt là những bạn học cái khó khăn trong cái phần này. Vậy thì tóm gọn lại á, cái tưởng nó là như thế nào để mà học một cách gọi là có hiệu quả và học một cách gọi là không bị nản ha, đúng không? Thì các bạn có thể chia cái câu này theo thứ tự là từ ngắn cho tới dài ha. Nhưng mà cái này á, có nhiều bạn muốn là Peter có thể cho mình sẵn cái để mình làm không, thì mình khuyến khích là không, là bởi vì sao ha, mình bởi vì sao, là bởi vì khi mình làm cái phần này á, mình sẽ gặp cái khó khăn là ví dụ như for example ha, ví dụ như chúng ta cảm thấy rằng trong cái phần này của mình á, mình gặp khó khăn quá, mình phải tìm lại cái hướng đi ha. Còn các bạn mà bây giờ muốn là Peter cho các bạn sẵn cũng được đi, nhưng mà các bạn không có làm cho nên các bạn sao không có nhớ lâu, trong khi cách Peter chỉ các bạn á, đầu tiên bạn nghe, các bạn viết một lần là một lần viết rồi nhá, lần thứ hai các bạn nhìn đáp án, các bạn viết lại một lần nữa vô trong cái file Excel là hai lần viết rồi.
rồi các bạn download cái audio về, đúng là nó là ba lần, đúng không? Tức là xong ba lần nó là nhớ được miếng rồi đó. Thì sau khi bạn làm hết các bạn như thế này, các bạn chia ra từ ngắn cho tới dài các bạn à, ok, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái gọi là cái nhìn cách nó thực tế hơn. Thì có thể là ngày hôm nay á, mình đọc những câu ngắn trước, những câu ngắn nó dễ mình đọc trước, mình đọc lần ví dụ như 5-7 câu luôn, 10 câu luôn các bạn, mình đọc một tour từ A đến Z luôn đó, đúng không các bạn? Thì mình học hết luôn từng đó thứ để mà mình có thể giống như là sử dụng được trong cái file này của mình, được chưa nào? Đấy, thì mình học hết một loạt câu dễ, xong ngày hôm sau là câu khó, ok, mình học đi xong là câu khó, được chưa nào? Nhưng mà một cái nữa mà các bạn sẽ phải nhớ đó là các bạn phải thường xuyên kiểm tra. Ví dụ ngày hôm nay các bạn học được 10 câu, ngày mai các bạn học được 5 câu nữa, ngày mốt các bạn học được 5 câu nữa, ngày kia các bạn học 5 câu nữa, ví dụ cuối tuần đó các bạn học được tất cả là 40 câu đầu tiên này các bạn. Các bạn phải kiểm tra các bạn lại nha. Các bạn mà không kiểm tra lại là nó không có work. Đúng không các bạn? Các bạn làm việc mà ví dụ như là mình cứ làm, nhưng mà không bao giờ kiểm tra, mình đâu biết là mình nhớ bao nhiêu từ đâu. Và các bạn kiểm tra theo cái yếu tố hình phễu. Phễu tức là như thế nào? Ví dụ như bây giờ các bạn kiểm tra 40 câu đúng không các bạn? Thì ví dụ như mình hết 30 câu thuộc, còn 10 câu chưa thuộc. Lại kiểm tra 10 câu lại, thì trong 10 câu đó kiểm tra lại thì có thể 5 câu thuộc, thì còn lại 4 câu chưa thuộc. Đúng không các bạn? Còn 5 câu chưa thuộc đúng không? Thì mình lại kiểm tra lần nữa, thế là còn 3 câu chưa thuộc, rồi mình còn 2 câu chưa thuộc, rồi mình còn 1 câu chưa thuộc, cứ như vậy cho đến xuống dần, đảm bảo các bạn là như vậy các bạn nhớ rất là dài luôn. À ok, để trên nào đấy. Thì đó là cái đúng là nó không khớp với platform, nhưng mà mình lấy cái file audio mình nghe. Anh Robert nhé. Ok. Còn bạn Cẩm Dung chị hỏi là làm sao xét được cái file media của mình á mà nó theo cái lượng chữ? Rất là dễ, chị đặt cái tiêu đề của nó. Cái tiêu đề của nó ví dụ như là chính thì chị để chính, à ok, xong rồi chị để chính là 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F gì đó, ok, thì khi mình bỏ vào trong cái file music của mình trong điện thoại á, hay là bất kỳ một cái file music nó chạy á, nó sẽ đi ra các thứ tự từ số nhỏ lên số lớn đó, thì nó sẽ đi theo cho chị như vậy ha. Ok, cái này nó takes time nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả luôn. Mình khi làm như vậy vài lần á là đảm bảo các bạn nhớ bài rất là dài và mình thuộc bài rất là lâu. Thì đó là một cái mà em muốn giống như là mọi người phải nắm cho em đó ha. Thì cách làm này á nó sẽ tương đồng đối với lại cách làm cái phần repeat sentence ha. Ok, thế thì bây giờ này các bạn à, sau khi mà các bạn nghe xong cái phần hướng dẫn và về cái dictation như thế này á, thì bạn nào mà sau của ngày hôm nay á mà có muốn sử dụng, tức là có muốn access vào trong cái file tủ này các bạn à, ok, thì các bạn có thể comment phía dưới các bạn ha. Ok, các bạn có thể comment là cái ví dụ comment là tủ ha, hay là comment gì chỗ đơn giản nha, comment chữ học tủ ví dụ như đi ha. Ok, bạn comment chữ học tủ á, thì cái gì mình sẽ send cho các bạn cái file đấy các bạn ha. Ok, các bạn nào comment thì mình sẽ send từ cái file này tới cho cái file gọi là ước chừng thôi ha. Các bạn sẽ phải về và giống như là update thêm ha. Ok, để mà có thể là mình học một cách gọi là nó cụ thể, nó chuẩn nhất các bạn nhé. Ok, còn những bạn nào cần cái file này á, các bạn có thể comment chữ học tủ ở dưới ha. Ok, để mọi người biết mình có thể connect với các bạn nha. Ok, thì các bạn nhớ comment, không comment là tôi biết tôi gửi đâu nha. Rồi thế thì đó là cái mà đầu tiên chúng ta muốn chỉ cho các bạn, bây giờ muốn chỉ cho các bạn. Bây giờ cái thứ hai á, bây giờ muốn chỉ cho các bạn đó là học tủ mà về cái phần repeat sentence thì nó tủ như thế nào. Thì về các tủ của repeat sentence nó sẽ rất là similar except, ok, trong cái phần repeat sentence các bạn thì nó hơi khó hơn một chỗ, đó là cho dù các bạn học tủ đi chăng nữa mà các bạn không có biết được rằng là mình target bao nhiêu, mình cần bao nhiêu thì nó cũng không có work các bạn ok, mình cần bao nhiêu nó không có work, các bạn hiểu về nói không? Nó đâu có hiệu quả đâu, là bởi vì có nhiều bạn học tủ nhưng mà các bạn không nắm được cái kỹ năng làm bài là như thế nào ha. Thì cái kỹ năng làm bài của cái phần repeat sentence ấy, là nó cần các bạn phải có cái khả năng phát âm tương đối tốt. Các bạn có thể học thuộc tủ, biết cái câu nói gì luôn nhưng mà không đọc cái tủ ra rớt ok, các bạn không đọc ra mà cho máy tính đủ hiểu một cái là bèm rớt ngay. Thì đó là cái mà mình thấy là rất là nhiều người họ bị rơi vào cái phạm trù đấy, họ không có hiểu, họ cứ nghĩ rằng là cứ làm đi nha, xong rồi cứ nói đại đi rồi giữ fluency rồi điểm nó sẽ cao, nhưng mà đâu có cao được các bạn nha. Muốn học tủ được cái repeat sentence các bạn phải nhớ trong đầu nè, là cho dù mình có tủ ở trong đầu rồi nha các bạn á, ok, có tủ ở trong đầu rồi thì các bạn nhớ phải là cái pronunciation, mình phát âm như thế nào cho máy tính nó capture được cái đấy.
Còn mình làm tủ mà máy tính nó cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì, nó chẳng biết mình đang viết cái gì hay là mình đang phát âm cái từ nào á các bạn, thì rất là đáng đáng buồn luôn các bạn ạ. À, cái học tủ coi như là nó trở nên là vô dụng rồi. Ok, thế thì mình hỏi sơ cho các bạn chút xíu. Ok, được chưa nào? Rồi ha. Ok, à, cái mình hỏi sơ chút xíu đó là ha, có bạn nào biết được trong cái repeat này thì có bao nhiêu câu các bạn? Ok, có bạn nào trong lớp mình nhớ được là cái repeat sentence khi thì chúng ta có bao nhiêu câu không? À, nó có 5 câu, 7 câu, 8 câu hay là nó có 20 câu, hay là các bạn nào nhớ không? Khi đi thi ấy, chúng ta có là cái repeat sentence sẽ có bao nhiêu câu nhớ không? Cái repeat sentence rất là quan trọng, nó có bao nhiêu câu? Phải nhớ được cái này nó mới ăn tiền được chúng ta nè. À, nó có bao nhiêu câu? 5 câu hả? Hay là 7 câu? 8 câu hay là 15 câu? À, các bạn phải comment cho mình thử xem các bạn có nhớ bao nhiêu câu không. À, cái này nó quan trọng, như tại mình phải biết được á, thì mình mới có thể định hình được là cái tủ học như thế nào. Nó có tất cả là 10 câu các bạn ạ. À, ok ha, remember nó có estimate thôi, sometimes nó có 9 câu, sometimes nó có 11 câu, nhưng mà on average nó có khoảng 10 câu. Nhưng mà các bạn phải nhớ nè, dictation á có mỗi khoảng một cái lượng là 4 câu thôi, mà mình học hết hơn 200 câu tủ rồi, thì cái dictation, sorry, cái repeat sentence, cái lượng tủ nó phải gần như là gấp mấy bạn, gấp đôi, đúng không? Gấp ít nhất là gấp đôi. Thì cái tủ của mình á, mình phải học ở đâu? Mình có thể kết hợp học trong cả cái repeat question này các bạn ha. Cho cái phần speaking nó có 496 câu ha. Ok, những bạn nào mà muốn giỏi nữa, các bạn có thể ôn ra trong cái phần question bank của chúng ta là tới repeat là 1.000 câu ha. Nhưng mà như mình nói ha, cái quan trọng nhất á, là vẫn phải sử dụng được cái tiêu chí đó là phát âm. Thế thì cái cách làm á, nó sẽ tương tự như vậy ha. Tuy nhiên á, đối với phần này chúng ta không cần viết lại nhiều, chúng ta cần nói lại nhiều. Cho nên á, khi mình làm cái phần này nè, mình chủ yếu mình ưu tiên á, là mình download cái audio về, ví dụ mình nghe xong một câu ha. The night trains were filled with British students. Nghe xong đó mình sẽ tập nói lại à. Ví dụ như the night train was filled with British students, đúng không? Mình nói xong đúng không các bạn? Rồi bắt đầu mình bấm answer. Khi answer nó hiện lên các bạn à, ok, mình sẽ ví dụ như mình sẽ bấm cái strip này các bạn à. À, ok, bấm cái strip này các bạn ha, để mình có thể giống như là mình download cái đó về được. Các bạn có thể download được cái file này từ như này nè ha. Mình save cái audio lại đó ở trong cái thùng này nè, click chuột phải vào mình có thể download cái đó về được, các bạn hiểu không? Nó rất là hay. Nhưng mà cái này á, mình nói cho bạn nghe, các bạn hãy nghe rất là nhiều lần, một ngày có thể là 10 lần, 20 lần hay là 30 lần, nghe nghe nhiều. Tại vì cái phần repeat nó thiên về cái độ cọ xát, các bạn cọ xát càng nhiều á, điểm các bạn càng cao. À, các bạn cọ xát càng nhiều á, cái khả năng mình nghe mình pick up cái từ nó càng lớn. Thì đối với lại cái phương pháp mà của repeat là mình phải nhận cái phương pháp gọi là sharing, tức là mình nghe như là nước nước đổ lắm, nước đổ đồ dịch vậy đó, cứ nghe cứ cắm đầu trong đầu cũng có mà nghe 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 nghe. Ok, được chưa nào? Đó thì đó là cái mà chúng ta cần phải nắm cho Vito chút xíu ha. Ok rồi, thế thì bây giờ mình nhìn tới một cái tiêu chí là các bạn à. Vậy thì repeat sentence các bạn à, mình sẽ đúc kết lại như thế nào để mà học được một cái tủ tốt đó nha các bạn nhé. Mình phải nhớ, các bạn phải nhớ là bây giờ nói như sau, là thứ nhất á, là các bạn phải tạo một cái file Excel nha. Ok rồi, sau đó các bạn sẽ phải save cái audio, ok, và các bạn thường xuyên nghe. À, sau đó là mình phải check lúc cuối tuần nha, được chưa nào? Rồi, và bên cạnh đó đó, khi mà chúng ta sử dụng các bạn nhé, mình tạo cái file Excel và mình save audio mình thường xuyên nghe và check cuối tuần nè, thì chúng ta phải nhớ là chúng ta nên như thế nào các bạn à. Nên đó là nên, ví dụ như học từ câu dễ đến câu khó, được chưa các bạn? Chúng ta không học từ câu khó, không học từ câu dễ đến câu khó, đó là cái method đọc phần này, được chưa ha. Thì ở các target khác nhau, yêu cầu là khác nhau, target 50 á, các bạn nắm vào khoảng 50% là perfect. Target 65, 79 á, mình phải lấy được đó từ khoảng 80 cho đến 100%. À, ok, như thế nào? Rồi đấy, thì đó là cái mà chúng ta cần phải nắm cho bây giờ chút xíu ha. Ok, tức là học từ câu dễ đến câu khó nhá. Thì cái repeat sentence các bạn quan trọng nhất là gì? Khả năng chúng ta nghe và chúng ta phải nói lại ha. Thì những câu nào dài các bạn đừng có nhớ câu đó nửa câu thôi. À, okay, tức là nửa câu thôi. Hay những câu nào ngắn, chúng ta ráng chúng ta sử dụng, và chúng ta có thể sử dụng bằng tiếng tiếng Việt để mà chúng ta thuộc nó mà nhớ nó lâu hơn, đúng không các bạn? Thì cái đó là cái mà người ta thấy là rất là hiệu quả cho quý vị học tủ luôn, đúng như nào? Ha, học tủ các bạn phải nhớ là các bạn à, trong học tủ chúng ta có một câu nói rất là mình, đây là cái câu châm ngôn của Peter luôn, là consistency thì nó outperform intensity, tức là như thế nào các bạn? Tức là chúng ta phải nhớ rằng là cái sự chuyên cần hàng ngày nó sẽ vượt qua được cái việc là, ví dụ ô hôm nay tôi hứng lên cái
Hứng lên cái tôi làm ví dụ như 40 câu, 50 câu, nhưng ngày mai tôi không làm thì nó đâu có make sense, nó đâu có work được đâu các bạn ha. Đây, cho nên đó là cái phần này là mình phải nhớ là consistency, tức là mỗi một ngày chúng ta đều phải làm, có thể 5 câu, 10 câu, nhưng mà làm mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, lúc đó nó mới work được các bạn ạ. Ok, right. Và có một cái nữa bây giờ thấy rất là hay mà các bạn cần phải nắm cho bây giờ chút xíu trong cái học tủ đó, đó là đối với học tủ các bạn nhé, các bạn nên cho mình một cái time frame, mình phải stick với cái time frame đó. Ví dụ như bây giờ mình chia ra mình học trong vòng 2 tuần, mình chỉ học trong 2 tuần, hay mình chỉ trong vòng 1 tháng, hoặc trong 1 tháng thôi. Và thật ra một cái tủ là chỉ học trong 1 tháng thôi, bạn học quá 1 tháng một cái tủ là bạn hơi lâu á, sức bạn hơi yếu đó. Bạn phải chịu khó là làm sao cho một cái set, làm trong 1 tháng mình phải finalize cái tủ đó, còn không là nó không có work đâu các bạn nhé. Ok, được chưa nào? Rồi. Thế thì bây giờ là các bạn mình nhìn tiếp đến cái phần thứ hai, đó là cái tủ của cái retail lecture và summarize spoken text, thì cái tủ của nó mình học như thế nào đó. Ok, thế thì bây giờ mình hỏi các bạn nhé, đối với retail lecture, ok, bạn nào trả lời đúng câu hỏi này thì rất là giỏi nè. Trong cái phần retail lecture các bạn à, ok, trước khi mình nói yếu tố tủ, mình mới hỏi các bạn là cái điểm phần retail lecture nó cho mình điểm của kỹ năng nào các bạn nhớ không? Trong retail lecture đó, một cái bài nào chúng ta làm nó cho mình điểm của kỹ năng nào và kỹ năng nào, nhớ không? Reading, writing hay là what, nó cho mình điểm của kỹ năng nào ha? Retail lecture cho điểm của cái gì các bạn nhớ không? Cho điểm kỹ năng nào? Chết rồi, bao nhiêu nhân tố ở đây, bao nhiêu trai xinh gái đẹp nam thanh nữ tú, còn nhớ không? Retail lecture cho mình điểm của kỹ năng gì? Speaking and listening, that's right. Nó cho chúng ta điểm của speaking and listening, that's right ha. Ví dụ như đó, các câu trả lời của các bạn rất là chính xác, đó là cho điểm chúng ta của speaking and listening. Ok, thì những câu trả lời này đều rất chính xác các bạn ạ. Nó cho chúng ta điểm listening và điểm speaking at the same time. Thế còn cái phần summarize spoken texting sao? Đối với summarize spoken text chúng ta làm như thế nào? Ok, summarize spoken text how? Nó cho mình điểm của kỹ năng gì? Chắc chắn là vẫn cho điểm của kỹ năng listening rồi đó. Nhưng mà ngoài listening này thì cái summarize spoken text cho chúng ta điểm kỹ năng gì các bạn ạ? Ok, để chưa nào? Đây, ok ha. Nó cho mình điểm kỹ năng nào? Nhớ không? Lớp mình nhớ không? Nhớ đi rồi tôi chỉ cho cách làm sao để mà thuộc bài cho nó dài ha. Và nhớ không, cho điểm của kỹ năng nào? Của, yes, chính xác luôn, của writing và listening, chính xác ha. Summarize phần text cho chúng ta điểm của writing và listening, ok. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào trong cái phần học tủ của nó nào. Để mà học tủ cái này á, những bạn mà không có biết á, bị giống như là tẩy não những cái gọi là ô em phải học hết cái bài đi, em học thuộc hết cái bài đi, em đi thi em làm em nhớ được nhiều, em làm bao nhiêu, nó không có work các bạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn học tủ một cái rất là thông minh và rất là dễ nè. Thì bây giờ là với một cái bài retail lecture các bạn nhé, ok, các bạn có nhớ rằng á, trong retail lecture đó, một bài mình nói trong vòng bao nhiêu giây không, mình được tối đa bao nhiêu giây để nói trong retail lecture? À, tại vì mình trả lời được câu hỏi này thì mình sẽ nhớ được rằng là mình sẽ có nắm được cách học tủ của nó nè. Một bài retail lecture các bạn nói bao nhiêu giây các bạn nhớ không? 50 giây, 1 phút, 2 phút hay là mình được quyền nói trong bao nhiêu giây? Nhớ không? Đó mình quên hết trơn rồi. Đúng rồi ha, một cái thời gian của nó chính xác nhất là trong vòng 40 giây. Ok, mình sẽ nói một cái bài retail lecture 40 giây. Chính vì mình chỉ nói trong 40 giây cho nên á, là nó sẽ có cái limit, nghe kỹ nè các bạn, nghe kỹ cái điều mình sẽ nói sau đây nè, mình muốn các bạn ghi chép là mình không cần phải nói hết tất cả các ý trong bài. Ok, mình không cần phải nói hết tất cả các ý trong bài, mình nói một số ý nhất định nhưng mình không cần phải nói hết tất cả các ý ở trong bài. Đó là một cái rất là quan trọng. Tại vì á, chúng ta mà nói giống như là mình nghĩ rằng cái mindset của mình á, là mình phải nói everything tất tần tật từ A đến Z doesn't work. Mà kể cả khi các bạn có khả năng somehow các bạn nhớ được hết tất cả những gì ta nói luôn. Mình hỏi các bạn nhé, các bạn có đủ thời gian để các bạn làm không? Không, tại nó chỉ có 40 giây, người ta nói 1 phút, 2 phút, mình thì chỉ có 40 giây thôi. Cho nên cái thời gian mình nói nó sẽ ngắn hơn thời gian của người ta nói rất là nhiều, đúng không? Vậy thì á, cách học nó sẽ khác. Thế thì trước khi mình đi vào cho mình hỏi thêm, xin lỗi mình hơi nhiều chuyện, nhưng mà cho mình hỏi thêm cái, đối với summarize spoken text, cái limit lượng chữ chúng ta bao nhiêu để mình test lớp mình coi các bạn nhớ không? Cái limit của lượng chữ chúng ta là bao nhiêu? Chúng ta được quyền viết bao nhiêu chữ trong summarize spoken text, hay là muốn viết bao nhiêu mà viết?
viết bao nhiêu thì viết ha các bạn. À, mình muốn viết 50, 90, 100 chữ cũng được, mình viết bao nhiêu chữ trong summarize for context. Quan trọng lắm nghe. Sai cái structure trong summarize for context là cái điểm go rớt ngay ha. Chúng ta được viết bao nhiêu chữ các bạn ha? Chúng ta được viết tối đa là 70 chữ trong cái phần summarize for context, mà chúng ta được viết bao nhiêu câu? Một câu, được viết một câu duy nhất hay được viết nhiều hơn một câu các bạn? Chúng ta viết bao nhiêu câu? Được viết một câu thôi hay là viết nhiều hơn một câu các bạn? Lộn là chết nha, lộn là chết luôn các bạn. Mình viết được duy nhất là một câu hay viết được nhiều câu các bạn à? Đó sẽ là cả một cái gọi là một cái vấn đề rất là nan giải luôn các bạn à. Viết bao nhiêu câu? Chúng ta viết được duy nhất là bao nhiêu? Viết được bao nhiêu câu thì tùy viết các bạn. Các bạn không phải viết một câu đâu, các bạn trả lời một câu là sai rồi. Ok, chúng ta viết được nhiều hơn một câu, multiple sentences, nghe kỹ cái này nha. Ok, mặc lần chữ 70 chữ. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào nè. Cái cách học tủ cho phần này các bạn à, mình sẽ chỉ cho. Ví dụ như các bạn nghe một bài văn bất kỳ ha các bạn, các bạn nghe cái bài văn đấy, các bạn nghe hết từ A đến Z, từ đầu đến cuối đó các bạn, sau đó các bạn bấm cái answer lên. Ok, nghe kỹ nè. Chúng ta không cần phải học hết cái này. Các bạn hiểu ý mình nói không? Chúng ta không cần phải học hết cái này. Chúng ta chỉ cần học một vài ý mà mình thấy hay của nó mà thôi. À, ok. Nghe kỹ này nha. Đối với lại cái summarize for context và cái retell lecture đó, chúng ta học khoảng từ 6 cho đến 8 ý là perfect. Ví dụ trong bài này nha, nó có rất là nhiều ý. Mình đọc qua bài này, mình thấy là ý nào quan trọng, ví dụ như là cities are interesting places, đúng không? Mình lấy ý này, mình thấy ý này là ý hay, mình copy nó, mình để nó qua, hoặc mình viết nó qua một bên, các bạn hiểu không? Mình copy đó, mình để nó qua một bên. Hoặc là bạn lấy cái ý, bạn lấy ý nào, ví dụ như là Paris, okay? Paris was founded in the 3rd century as a small village. Viết ý nó qua một bên. À, okay. Rồi mình qua cái ý tiếp theo là ý ví dụ in 1853 Horseman, mấy cái tên riêng là cái ăn tiền. Mình nói là in 1853 Horseman began the process of renovating France's capital city. Mình viết ý này hoàn bên. Thì một bài như thế này á, các bạn bốc cho Peter cầm 6 đến 8 ý rồi. À, okay. Chứ đâu có ai cho các bạn học tủ là phải học hết từ đầu đến cuối đâu các bạn. Cái đó là một cái cách học gọi là thiếu logic và học không hiệu quả. Mình muốn học hiệu quả đúng không các bạn? Là một bài đó mình chỉ học khoảng từ 6 đến 8 ý thôi. À, ok. Mình sẽ viết cái ý đó ra, mình để nó qua một cái file Word hay là một cái file Note hay là một cái file Excel nào đó các bạn, tùy các bạn ha. Ok. Thì mình tóm tắt lại nè nhá. Đối với summarize for context, đối với là retell lecture và summarize for context, chúng ta học mỗi bài từ 6 đến 8 ý. À, ok. Để lấy điểm cao. À, ok, mỗi bài từ 6 đến 8 ý đến cao ha. Đấy chứ là chúng ta sẽ lấy mỗi bài từ 6 đến 8 ý. Các bạn hiểu mình nói không? Mình đâu cần phải lấy hết đâu. Các bạn ha, đó là cái sai lầm của các bạn ngay từ đầu, nghĩa là ồ mình phải lấy hết mọi thứ, hết mọi thứ, hết mọi thứ. À, ok. Đấy, cho nên á là cái mà Peter muốn các bạn gọi là phải nắm đó là đừng có mang cái mindset là mình phải biết hết everything. Mình chỉ cần lấy từ 6 đến 8 ý thôi. Mình copy cái ý rồi mà, nhưng mà cái quan trọng là các bạn phải cố gắng ok, cố gắng stay original cho Peter. Ok, tại sao cố gắng stay original tức là người ta nói làm sao á, mình nên nói pretty much là exactly the same. Mình không nên gọi là chém gió theo kiểu gọi là mình summarize nó, mình viết lại cách của nó, hay là mình hiểu theo cách mà mình hiểu rồi mình work it out or why not. Ok, tất cả những gì á mà chúng ta nghe được, chúng ta nói lại, chúng ta hãy cố gắng nói exactly the same. Ok, mình hãy cố gắng nói exactly the same. Ok, mình càng sát với ý bài bao nhiêu á, ok, càng sát ý bài bao nhiêu thì điểm càng cao bấy nhiêu. Ok, cứ hiểu cho Peter đơn giản như vậy. Cho nên đó, đừng có nghe hay là đừng có lắng nghe mà những cái rumor là mình học theo cách gọi là pick up những cái tủ chỗ này chỗ kia, rồi bắt đầu mình ghép lại, mình summarize, là mình viết á, điểm sao có cao. Mình cố gắng mình stick càng sát với cái original script bao nhiêu thì mình sẽ càng cao bấy nhiêu, và cái đó là cái chúng ta cần phải nắm. À, cho các bạn thì video rất là quan trọng các bạn à. Ok, còn các bạn mà target thấp thì như thế nào? Các bạn target thấp ha, ok, target từ 30 cho tới 50, ok, thì các bạn chỉ cần lấy khoảng ha,
mình học khoảng 10 cho đến 20 cái keyword ở trong bài. Ok, để cho đó các bạn mà target thấp nè, các bạn 30 50 nè, các bạn học cho mình từ khoảng 10 cho đến 20 cái keywords trong bài. Các bạn hiểu mình nói không? Ví dụ như mình có thể học là Paris hay là cái beautiful cities hoặc là massive renovation hoặc là cái từ Napoleon the Third hoặc là từ major avenue hoặc là từ ví dụ như là local characteristics hay là từ uniform Paris. Thì tất cả những cái từ này là chúng ta nên có thể sử dụng để mà chúng ta có thể học được trong cái bài của mình. Ok. Còn riêng đối với summarize for context thì mình có một lời khuyên như sau. Đối với summarize for context các bạn nhé. Ok. Chúng ta nên, ok, đây chúng ta sẽ nên nè. Chúng ta nên học ý đầu và ý cuối. Ok. Đối với summarize for context các bạn nên học ý đầu tiên và ý cuối cùng. Why? Tại vì đối với bài này á, cái ý đầu tiên và cái ý cuối cùng nó là một cái summary các bạn ạ. Ok, được chưa nào? Rồi, tại vì với một cái summary á, một cái ý tốt á, là nó phải có cái đầu tiên và cái ý cuối cùng. Ok, đúng không các bạn? Ha, ý đầu và ý cuối. Nếu mà các bạn viết một cái summary mà các bạn chả có ý cuối cùng thì bài nó sẽ không có tốt các bạn nhé. Mình phải có ý đầu tiên và ý cuối cùng. Đó là rất là quan trọng đối với summarize for context. Ok, và các bạn nên phân bổ đồng đều. Ok, mình phân bổ đồng đều các ý của mình. Ha, thì khi mình nói phân bổ đồng đều tức là như thế nào? Ok, ha, tiếng Anh thì nó gọi là evenly distributed các bạn ạ. Tức là mình phân bổ các ý của mình ra một cách gọi là các idea của mình đó, mình phân bổ nó ra. Ví dụ như ở khúc đầu mình lấy ý, ở khúc giữa mình lấy một hai ý, rồi khúc cuối mình lấy một hai ý, khúc kia mình lấy một hai ý, chứ đừng có tập trung quá nhiều. Ví dụ như bạn lấy toàn các ý trên này không mà các bạn ignore hết cái đống ý ở dưới á, các bạn đang sai hướng đi các bạn ạ. Ok ha, ví dụ cho các bạn như này là các bạn lấy toàn các ý ở trên mà các bạn không lấy ý ở dưới, các bạn đang sai hướng đi. Mà các bạn lấy toàn ý ở dưới không, các bạn không lấy ý ở trên, các bạn cũng sai hướng đi. Cho nên cái bài của mình á, các bạn phân bổ đồng đều các ý đó ra. Ví dụ như ở đây một ý nhá, ở đây một ý nhá, ở đây một ý, rồi ở đây một ý, rồi ở đây một ý, rồi ở đây một ý, đó, nó cứ như vậy cho đến khi nó xuống cuối cùng. Thì khi đó cái bài của mình điểm nó mới cao, các bạn hiểu không? Và các bạn nên nhớ cho mình á là tránh, ok, tránh lặp ý và lặp keyword. Ok, ok, tới mức tối đa. Khi mình nói tránh lặp ý và lặp keyword mức tối đa tức là như thế nào? Tức là nếu như các bạn viết ý vào các bạn nhé, mà các bạn lấy cái ý này nó có một số những cái từ này rồi, ý kia lại thêm một số những cái từ đó nữa thì nó không ra ý mới. Các bạn hiểu mình nói không? Cho nên là cái phần này á là cái rất là quan trọng nhé, cái rất là quan trọng. Thì các bạn phải nắm cho Peter một chút xíu ở cái phần này. Đó là mình cố gắng nha, các bạn đứng cao là tránh lập ý và tới mức tối đa. Ok. Thế thì mình nhắc lại nè các bạn, các bạn có thể nhớ cho Peter, hồi nãy Peter nói lại là trong retail lecture và summarize for context, học tủ của nó là mỗi bài mình cần phải lấy từ bao nhiêu đến bao nhiêu ý à? Cho các bạn target điểm ví dụ như từ 50 đổ lên nha. Ok. Là các bạn nên lấy từ bao nhiêu tới bao nhiêu ý để lấy điểm cao được các bạn ạ? Có cần phải lấy hết ý của bài không? Chắc chắn là không rồi. Vì mình không đủ thời gian để mình nói mà cũng không đủ thời gian đủ cái lượng chữ để mình viết. Thì mình nên lấy từ bao nhiêu ý tới bao nhiêu ý? Các bạn hãy trả lời, có thể comment trả lời câu hỏi cho mình không? Bao nhiêu ý tới bao nhiêu ý để mình make sure là các bạn nhớ được điều này các bạn. Chúng ta comment được bao nhiêu ý các bạn ạ? Để mà có được một cái tủ mà gọi là học tốt là mình phải lấy từ bao nhiêu tới bao nhiêu, các bạn có nhớ không? Quan trọng lắm ha, để mình có một cái hướng đi nó nhất định thì mình cần phải có được từ bao nhiêu ha, chính xác luôn là phải có từ 6 cho đến 8 ý các bạn ạ. Ok, nó rất là quan trọng, mình phải có được từ 6 cho đến 8 ý nha các bạn nhé. Ok, còn với những bạn target thấp á, thì có thể các bạn không học ý nhưng mà các bạn học những cụm keyword, thì các bạn nên có từ khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu cụm keyword để các bạn có thể giống như là lấy điểm được. Các bạn từ target 30 tới target 50 các bạn trẻ ha, các bạn nên lấy từ khoảng bao nhiêu? Ok. Các bạn lấy 30 cho thằng lấy bao nhiêu? 5 lý hay là 5 keyword hay là 10 keyword hay là 30 keyword hay 40 keyword. Thì cái lượng keyword cho ta cần thấp là cần bao nhiêu ha? Ok, để mình làm. Được chưa nào? Ok. Đây, mình lấy được khoảng từ 10 cho đến 20 cái keyword, cái đó rất là quan trọng ha. Ok. Còn có bạn Trân có câu hỏi là nếu như bài ngắn quá thì phải làm thế nào? It's a good question. Đối với những bài ngắn quá đó các bạn nhé, thật ra mà nói nếu đi thi mà dính tụ những bạn ngắn là cực kỳ giỏi luôn á các bạn ạ. Các bạn đi thi mà các bạn dính tụ những bạn ngắn á là các bạn rất là may mắn, là bởi vì sao? Tại vì nếu bạn đã ngắn rồi thường thường nó sẽ không yêu cầu chúng ta nói quá nhiều ý. Đối với bạn ngắn thực tế là nói trên lý thuyết á là các bạn chỉ tầm khoảng tương đối bài ngắn nha các bạn nhé,
mình chỉ tầm khoảng từ khoảng 3 cho đến 4 ý là quá tốt rồi. Ok, là quá tốt rồi ha, được chưa? Tuy nhiên á, là bởi vì chúng ta đã học tủ rồi, cho nên là cái chuyện mà chúng ta lấy được ví dụ như là 5 ý, 6 ý, 7 ý là chuyện rất bình thường, ha, đến cho chính cái tủ của chúng ta, đúng không các bạn ha? Nhưng mà nếu mà đi thi á, mà vô cái bài mà nó không có trong tủ mà nó bài ngắn nữa, lấy tầm 3 ý, 4 ý là ô xong rồi. Tại vì không phải là do mình không muốn lấy thêm ý, mà tại vì ý trong bài nó không có, nó đâu có trong bài nhiều ý đâu, cái bài nó ngắn quá, cho nên mình không cần phải lấy nhiều ý. Thì đó là cả mà các bạn phải phải lưu ý cho Vita các bạn nhé. Thì đây là một chuyện cách mà học tủ mình thấy là khá là hữu hiệu, và nếu cho các bạn giải đáp được cái áp lực là ví dụ như trong một cái lượng bài rất là nhiều, rất là dài, thì mình phải làm như thế nào, đúng không? Hoặc là bây giờ summarize program thể chơi đó, dù chưa ai hiểu được là học tủ làm sao hết đó, thì bây giờ các bạn sẽ có một cái hướng đi cho mình, cái cách học tủ nên làm như thế nào. Ok ha. Rồi, thế thì bây giờ á, cái phần summarize program tạm thời mình dừng tại đây ha. Ok, bạn nào có câu hỏi nào các bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn nhé. Ok. Nhưng mà basically á, cái cách mà chúng ta học retail, cái cách mà chúng ta approach cái retail lecture và cái summarize program text thì chúng ta sẽ cần phải giống như là học các lượng ý thôi nhé. Ok. Nếu lượng chữ không đủ 60 vì ít ý quá, chúng ta có thể sử dụng những cái gọi là filler. Ok. Sử dụng filler. Ok. Thế nào gọi là sử dụng filler? Filler là những cái như thế này nè. Filler là những cái ví dụ như the main topic of the lecture is about, chấm gió nó ra, according to the speaker, the first idea is, rồi đưa cái đó ra. Rồi in addition to make the topic more interesting, the speaker also comments, đưa cái ý đó ra. Và finally, the last idea that the speaker denoted was cái gì đó, chém cái ý đó ra, đúng không? Thì những cái là cái fillers. Ok, thì cái fillers này á, nó sẽ khá là similar với lại một cái template của retailer. Ok, chúng ta sẽ dùng những cái filler, cái filler sẽ hơi sim là từ cái retailer. Chúng ta có thể sử dụng cái filler đấy để mà chúng ta có thể học được cái tủ một cách gọi là tốt nhất và chuẩn nhất các bạn nhé. Ok, thì đó là một cách mình chỉ cho các bạn cách mà học được cái retailer và cái summarize cái tủ ha. Sau này là chúng ta không còn bận tâm nữa nhé, sẽ không chết là Peter ơi, cái tủ nó dài quá, nó bự quá, bây giờ không sao. There you go. Ok, mình có một cái hướng đi, một cái cách làm nhất định để làm cái tủ rồi. Thì hy vọng là sẽ cho các bạn một cái nhìn rõ hơn một cái con đường, giống như là nó thông suốt hơn cho phần này ha. Ok. Retailer nên tạo câu hay nói keyword? Tất nhiên là best là nên tạo câu ha. Ok. Nói idea thì luôn luôn nhiều điểm là keyword ha. Nghe nói ideas luôn, mình nói là ideas là nhiều điểm hơn keyword ha, obviously ha. Ok, cho nên đó là mình nên nói ideas, ideas sẽ luôn luôn nhiều điểm hơn là cái keyword, và đó là một cái rất là quan trọng các bạn nha. Ok, right, thì đó là học tủ về cái phần retail lecture và summarize spoken text. Còn bây giờ học tủ dễ nhớ cho phần reading á, thì đây mới là cái challenge thực sự nè. Để mà học tủ cho reading á, nó thật sự là một cái challenge mà mình nghĩ là không phải ít bạn gặp đâu, mà hầu như là rất rất nhiều bạn phải. Bây giờ làm sao đọc tủ mà nhớ được cái reading này các bạn, làm sao mà nhớ được đây. Ok, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một trong những cái misconception, tức là một những cái sai lầm lớn nhất mà học sinh mắc phải trong reading luôn á, đó là chúng ta học tủ theo kiểu gọi là học vẹt. Ok, học tủ học vẹt tức là làm sao các bạn học tủ đối với reading mà các bạn học vẹt đó là cái sai lầm. Thế nào gọi là học vẹt ha? Học tủ reading, ok, là không nên học thuộc đáp án. Ok, chúng ta không nên học thuộc đáp án. Bởi vì sao chúng ta không nên học thuộc đáp án các bạn ạ? Bởi vì khi đi thi chưa chắc rằng trong cái bài đó cái câu đó nó ra exactly the same cái ô đó. Có nhiều khi mình đi thi cũng cái câu đó trong tủ luôn, chắc chắn có trong tủ, nhưng mà giờ nó chơi ác mình, nó thay đổi cái ô đó. Vì cái ô là ví dụ như ở trên mình cho các bạn coi bài bất kỳ ha, ví dụ như bài này ha, ví dụ như bằng này ô đúng không, nhưng mà nhiều khi nó chơi ác, nó quất cái ô khác, vậy thì làm sao bây giờ các bạn? Mình đâu có sử dụng được cái phương pháp y chang như vậy đâu, đúng không các bạn? Vậy thì bây giờ làm sao, cái câu hỏi là làm sao để mà có thể học tủ được cho cái phần này, đúng không các bạn? Thì học tủ các bạn các bạn phải nhớ nha. Ok, học tủ reading là chỉ áp dụng cho target thấp cộng với học thi nước rút mà thôi. Ok, thì học tủ reading á, cách học như thế nào?
Ok, học tủ reading á, cách học của nó là khi chúng ta vào làm bài, chúng ta không nên mở từng ô này, chúng ta không nên suy nghĩ chúng ta làm. Chúng ta hãy bước vào, chúng ta lật luôn cái đáp án này. À, ok. Học tủ reading á, là bước 1 á, là mình luôn luôn nhé. Ok, bước 1 á, là lật hết đáp án này. Ok, và tại sao mình nói học tủ reading bước 1 là lật hết đáp án này, các bạn sẽ hiểu cho Peter nè. Tại vì khi các bạn vào trong bài này, các bạn suy nghĩ rất lâu luôn, rất 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 lâu, các bạn chọn cái từ là historical. Ok, trong khi đó đáp án nó ra là từ intellectual. Đúng không các bạn, nó ra cái từ là từ intellectual. Thì khi đi thi, cái vấn đề xảy ra là chết, mình không nhớ là cái ô đó mình chọn cái gì. À, ok, mình không nhớ, ôi chết rồi. Hay à, hồi nãy cái ô đó mình chọn là mình chọn cái historical hay là chọn cái intellectual, bây giờ mình bị phân vân, đúng không các bạn? Cho nên các học tủ phần này chúng ta không lo mà chúng ta mà làm, mà chúng ta sẽ lật luôn đáp án lên các bạn ạ. Ok, step number one, lật hết đáp án lên. Tại vì khi mình đọc cái đáp án mình sẽ không bị lộn. À, ok, được chưa nào ha? Mình sẽ không bị lộn. Ha, được chưa nào? Tại sao mình nói là không bị lộn? Tức là ví dụ trong đáp án là mình nhìn luôn cái từ intellectual, đúng không các bạn? Mình sẽ tìm xem là giống như là khi đi thi mình dính cái từ đó, chắc chắn ô là intellectual, xong mình không có cái sự gọi là confusion ở trong cái phần này. Đó, thì đó là cái mà Peter thấy là rất là hay và rất là gọi như là rất là quan trọng cho cái bài làm của mình. Ha, các bạn mà làm sai là các bạn sẽ giống như là chết nhất luôn các bạn ạ. À. Ok, và bên cạnh đó đó, một cái tủ mà mình thấy cái học tủ là bước thứ hai, sau khi bạn lật tủ lên thì bạn làm gì? Ok, và bước thứ hai là bây giờ các bạn lật tủ lên, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ nhìn sang cái bước số 2. Đây, học tủ reading, bước số 2. Bước cái hai của mình là mình sẽ chuyển sang mình explain vì sao ở ô đó chọn từ đó. Ok, bước số 2 nha. Ok, à, bước 2 mình sẽ nhìn xem là vì sao ở ô đó chọn từ đó. Đấy, đây là một cái rất là quan trọng, được chưa nào? Ha. Đấy, thì đây là cái mà Peter muốn các bạn phải nắm cho Peter ha. Bởi vì ở phần này á, một trong những cái mà mình thấy là rất là nhiều người họ dính phải đó là họ lật đáp án lên nhưng mà họ không biết họ đã làm gì vậy đó. Ok, mình phải tìm ra tại sao cái ô này nó từ intellectual ha, tại sao nó từ khác là từ intellectual, đúng không? Để mình học cái gì các bạn? Học cái collocation. À, ok, đây mình học cái collocation các bạn nhé. Thì khi mình học cái collocation á, thì collocation ở đây nghĩa là gì ha? Cái collocation đó ví dụ như cái collocation, mình đọc xem trong bài nó có những cái collocation nào. Giả sử như ở trong bài này á, nó có cái từ là intellectual record, đây là một cái cụm hình thành chung với nhau ha, tại vì đây là những cái ghi chép về mặt gì các bạn ha, là chất xám, đúng không? Đấy, thì đây là cái cụm sau này mình gặp nhá, ok, mình sẽ ra cái từ khác, ok, khỏi xem từ khác chỉ xem đáp án, đúng, ha, mình vô trong bài đó buổi tinh thần chính xác luôn ha, mình khỏi xem từ khác, mình chỉ xem đáp án thôi, ok, mình nhìn một câu đó, alright, biết từ đó từ này luôn, nhưng mà mình phải explain, ok, mình phải nhìn ra, nó có từ intellectual, nó có từ understandable, nó có từ này từ kia, mà tại sao nó không có từ khác, nó chỉ có, mình lại chọn cái từ intellectual, mình phải cố gắng explain cho bản thân mình. Ok, và cái thứ hai này các bạn ạ, ok, cái thứ hai nè, nhá, trong học tủ đúng không, ok, học tủ nè, học tủ reading á, thì các bạn target thấp, ok, có thể ignore, có thể bỏ qua các câu liên quan về art hoặc là politics. À, ok, các bạn nghe kỹ nè, học tủ reading á, các bạn target thấp là 30-50 á, ok các bạn. Các bạn không nên quá bận tâm về những câu liên quan tới art và politics. Tại sao lại không liên quan tới art và politics? Tại vì hai câu nào, những câu nào liên quan đến chủ đề là về nghệ thuật hoặc là về ví dụ như chính trị là những câu đó là auto khó. À, tại sao? Hay là về cứ art, ok, hoặc là politics là nó sẽ auto khó, ok. Những câu này nó không có ở mức độ gọi là bình thường người ta đọc có thể hiểu được. Hay những câu mà nó nói về ví dụ như là về Shakespeare hoặc là nó nói về cái vấn đề là một cái legislations hoặc là cuộc sống của một cái ông politicians hoặc là nói về một cái nghệ thuật về impressionism đó, tức là những cái gì mà nó quá nghệ thuật á, những câu đó auto khó, bỏ khỏi học tủ của đó, ok ha. Còn các bạn target cao nè, target 65-79 target 65-79 nên đánh dấu và lưu lại các câu khó. Đi thi chỉ cần ôn lại các câu khó mà thôi.
Đối với từ sau động chính là các bạn nên đánh dấu và lưu lại những câu nào về ought, những câu nào mà mình gọi là chấp nhận không chứng minh, các bạn tức là I don't understand why it works like that. Các bạn có thể hỏi trainer đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ là câu này là học thuộc không chứng minh, thì đối với những câu học thuộc không chứng minh đó các bạn đánh dấu lại, các bạn lưu lại, các bạn bỏ qua bên trước khi đi thi, mình nhìn những câu đó thôi, mình ôi những câu khó thì cái khả năng mình prepare những trường hợp khó nó tốt hơn. Trong khi những câu nào quá dễ rồi thì mình không cần ôi những câu quá dễ các bạn nhé. Ok, được chưa nào? Thì đó là cả Peter muốn các bạn phải nhớ cho Peter đó. Ok, vậy thì đối với lại reading, các bạn hồi nãy bây giờ nói mình nói có một cái một cái điều nãy giờ muốn lưu ý các bạn là gì? Đối với reading nhé, để học tủ được á, ha, thì đầu tiên á, bước đầu tiên vô luôn chúng ta làm gì các bạn? Bước một luôn có phải là vô ngồi suy nghĩ từng câu không? Hay là chúng ta sẽ làm gì các bạn? Bước đầu tiên để học reading luôn, step number one, khi mà bước vào reading á, chúng ta sẽ làm gì? Các bạn có thể comment cho mình để mà remind mình được không? Cái mình tiện não mình quên mất tiêu rồi, não cá vàng quên mất tiêu rồi. À, cái này chắc không tủ nổi rồi đó. Ok, thế bước đầu tiên là gì các bạn? Ha, step number one. Không phải là bước vô mà nhìn ví dụ như từng cái đáp án cách làm sao. Ok, mình bước một luôn là làm gì các bạn? Ở lớp 150 bạn mà sao có để có hai bạn comment vậy, các bạn khác đâu hết rồi. Ha, chúng ta sẽ làm như thế nào? Bước số 1 luôn, không có bước vô, không cần phải suy nghĩ hay là làm gì đó. Cứ bước số 1 để mà tránh cái sự confusion đó là chúng ta sẽ lật cái đáp án lên luôn. Chúng ta lật cái đáp án lên luôn. Thì khi chúng ta lật đáp án lên như vậy á, chúng ta sẽ không bị confused trong cái bài của mình. À ok. Ha, thì khi mình học như vậy mình sẽ dễ nhớ hơn. Ráng học những cái collocation, ok? Ráng học những collocation đó, những cái cụm hay, cụm khó trong bài. Và đối với những bài nào á là mình nhìn vô một cái là biết là auto khó luôn các bạn. Những cái bài thuộc cái topic nào á, nhìn vô một cái là bỏ nhìn cái không có thời gian chơi với anh. Ok, thì cái chủ đề nào các bạn ạ? Cái chủ đề nào là cái mà chúng ta có thể nhìn vô thôi dẹp bố đi, mày không cần đụng tới nó nữa các bạn ạ. Nhìn vô là auto khó luôn rồi, thì thuộc vào chủ đề là hai cái chủ đề nào. Chủ đề thứ nhất là chủ đề gì và chủ đề thứ hai là chủ đề gì, các bạn có nhớ không? Bài mốt mà nhìn vô các bạn ôi thôi chết rồi, lại nói về chủ đề gì đó rồi, thôi tiêu rồi, không làm được á. Ok. Ok, là chủ đề gì các bạn? Ha, chủ đề về art and politics. À, ok, chủ đề về art and politics. Ok, cái chủ đề mà liên quan tới art và politics là chúng ta có thể ignore nó, bỏ nó qua một bên luôn ha. Ok, thế thì hy vọng rằng á, sau khi các bạn nghe sau buổi hôm nay á, các bạn đã có thể nắm rõ hơn được cái cách mà chúng ta có thể giống như là biết được cái hướng đi nào mà chúng ta có thể giống như là đi trong cái phần bài của mình rồi, đúng không? Thì mình hy vọng rằng á, cái buổi livestream ngày hôm nay tuy nó ngắn và tuy nó thời gian nó cho phép nó có hạn, thì mình cũng hy vọng là các bạn đã đúc kết được phần nào cách học tủ, nhất là đối với summarize, phần complex, redirector và đặc biệt là reading. Ha, biết cái hướng đi cho tủ rồi, còn cái phần repeat sentence và dictation là chịu khó ôn đều ha. Ok, yeah. Thì nào? Cho nên là mình chúc tất cả các bạn á, sẽ sớm tìm ra được cái cách học tủ của mình để mà nó có hiệu quả cao nhất. Và nếu như các bạn cảm thấy những buổi học như thế này rất là bổ ích và giống như là đem lại giá trị cao cho các bạn á, thì các bạn nhớ comment cho mình biết các bạn nhé. Và các bạn có thể comment xem cái topic nào mà các bạn muốn Peter chia sẻ vào buổi livestream lần sau, thì Peter sẽ cố gắng sắp xếp một buổi để mà nói về cái topic mà các bạn mong muốn và có thể là hỗ trợ cho các bạn hết mình các vấn đề đấy các bạn nhé. Ok, cho nên nếu các bạn nào cảm thấy hay một bữa comment cho mình biết các bạn hen, và comment xem là các bạn muốn Peter nói về topic nào để Peter có thể giống như là nói ha, nói cho các bạn để chia sẻ thêm cho các bạn ha. Ok, thôi thì buổi tối là chủ nhật á, dành một tiếng với nhau thì thực sự là rất là quý báu rồi ha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều ha. Mình hy vọng rằng là những cái buổi như thế này sẽ giúp ích cho các bạn, và mình cũng chúc các bạn có một đêm thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Các bạn nhớ cố gắng tranh thủ thời gian dịch này á, giữ sức khỏe bản thân là một này ha, và đồng thời là cũng sẽ phải cố gắng để mà có thể ôn tập nhiều hơn các bạn nhé. Ok, mình xin kính chào tất cả mọi người và chúc mọi người có một đêm chủ nhật thật là vui vẻ mọi người nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.